Ngày 18 tháng 9, Tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử 94 bị cáo trong vụ án hỗn chiến tại quán Ốc Hương, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1996, 10 năm tù, Dương Đại Trí, sinh năm 1990, 11 năm 6 tháng tù. 16 bị cáo khác đồng phạm với Thành và Trí về 3 tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng từ 3 năm 9 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hồ Chí Linh, sinh năm 1993, 4 năm 6 tháng tù và Trần Thanh Tuấn, sinh năm 1984, 6 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng phạm Linh và Tuấn cùng tội danh gây rối trật tự công cộng, 71 bị cáo bị tuyên từ 3 năm 11 ngày tù đến 3 năm 6 tháng tù. Về tội cố ý gây thương tích, bị cáo Phạm Anh Kiệt, sinh năm 2004, 3 năm 3 tháng 2 ngày tù. Đào Minh Thiện, sinh năm 2004, 2 năm 8 tháng 26 ngày tù. Lê Tuấn Kiệt, sinh năm 2005, 2 năm 6 tháng 6 ngày tù. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên, đủ răn đe, giáo dục.